Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa cụ tổng, Lê Thanh Thản coi tòa như không. Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn làm, Trần Bắc Hà đã dựa hơi ông Thủ tướng đầy quyền lực mà lộng hành khắp nơi, coi trời bằng vung. Có lần, Trần Bắc Hà đã tát Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giữa một phiên họp cấp tỉnh, mà vị quan chức kia vẫn cầm họng. Đi chơi golf, Trần Bắc Hà dùng dậy golf đánh một quan chức cấp tỉnh ở Bình Định gãy chân, mà ông này không dám lên tiếng. Nói chung, Trần Bắc Hà là một quan chức lưu manh mượn danh Thủ tướng, làm nhiều điều ác đến như vậy, tưởng như xem trời bằng vung. Nhưng Trần Bắc Hà lại sợ thần linh. Một lần, ông Nguyễn Tấn Dũng sang tận đất Phật để lạy Phật, ông Trần Bắc Hà cùng đi với hình dáng rúm gió ngồi phía sau ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ lá bùa của ông Tổng Bí Thư, Lê Thanh Thản đã vẫn an toàn. Khi còn sống, ông Trần Bắc Hà cầu Phật rất nhiều, nhưng cuối cùng số phận nghiệt ngã đã bổ xuống đầu ông. Ông Trần Bắc Hà đã chết bí ẩn trong lúc bị tạm giam, và cái kết quả là gia đình phải tứ tán, con trai trốn chui trốn nhủi, mặc dù đang ngồi trên đống tiền lớn. Rất nhiều quan chức đã bị bắt giam hiện nay, trước đây siêng đi chùa, thậm chí có người còn mê tín xin bùa rước thầy về cúng sao giải hạn. Nhưng có cúng bao nhiêu mà lòng tham lớn thì cái kết vẫn xấu. Ngôi sao là vô tri vô giác, chẳng có ngôi sao nào giải hạn được cho cái núi tội của quan tham Đảng Cộng sản. Đối với người Cộng sản, có lẽ họ nên xin ông Tổng Bí Thư một lá bùa thì họ mới ăn ngon ngủ yên cho được. Còn nếu cứ mê tín mà đi xin bùa các thần linh ở các đền miếu thì cũng vô ích mà thôi. Vào năm 2017, ông Lê Thanh Thản xin được lá bùa của ông Tổng Bí Thư, nên giờ đây chẳng ai dám đụng tới ông cả. Ông Lê Thanh Thản đã từng bị khởi tố từ năm 2019 để điều tra vào tội lừa dối khách hàng liên quan đến vụ CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhưng rồi, công an thành phố Hà Nội không dám bắt ông Thản, và cho đến nay ông Thản vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tòa án đã triệu tập nhưng ông Lê Thanh Thản không đến. Giả sử nếu ông Lê Thanh Thản không xin được lá bùa ông Tổng Bí Thư mà đi xin bùa chú khắp nơi về dán đầy nhà, thì những lá bùa đó có làm công an thành phố Hà Nội sợ được hay không? Chắc chắn là không. Vào ngày 18 tháng 4, tại phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 600m² đất vàng tại Hà Nội, tòa đã triệu tập ông Lê Thanh Thản, là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, thường được biết đến với cái biệt danh Đại gia Điếu Cày, và ông Lê Hải An, con trai ông Thản, với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng cả hai cha con ông Thản phớt lờ, không đến. Cũng không có gì ngạc nhiên, đến tòa phát lệnh khởi tố mà công an còn không dám phát lệnh bắt giữ, thì việc tòa triệu tập ông Lê Thanh Thản làm sao ông đến cho được. Cho nên mới có người nhận xét rằng công lý của Việt Nam không những là diễn viên hài mà nó còn biết sợ bùa chú, đặc biệt là bùa của cụ Tổng, thứ bùa của thần linh cũng vô ích. Hình ảnh lá bùa. Ở đất nước Việt Nam là như vậy, công lý thì sợ quyền lực, công lý mềm như bột mì, ai muốn bóp méo hay bóp nát đều được, nếu có đủ quyền và tiền mà tung ra. Vì công lý sợ quyền, sợ tiền nên giới quan chức và giới giàu có được bảo vệ cao nhất, còn người dân thấp cổ bé họng thì họ muốn đổ bao nhiêu tội nặng nề lên đầu cũng phải chịu. So sánh vụ án khởi tố nhưng không dám bắt đối với ông Lê Thanh Thản và vụ dùng vật chứng giả để ép chết tử tù Hồ Duy Hải, thì mới thấy cái gọi là công lý ở Việt Nam nó đắng cay đến nhường nào. Một đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản đâu chỉ mang đến cho người dân đói nghèo, mất tự do, mà nó còn mang đến cho người dân oan khuất, ngất trời. Kẻ có quyền thì lộng hành, kẻ nghèo hèn thì bị chèn ép, bị lợi dụng, đủ đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa cụ Tổng, Lê Thanh Thản coi tòa như không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo,
www.vov.vn.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khêu tử huyệt của Thủ tướng. Vào ngày 16 tháng 4, báo Tiền Phong đưa tin về việc tỉnh Quảng Nam tự ý xé rào quy hoạch về sân bay Chu Lai thay thế cho sân bay Đà Nẵng. Theo đó, vào ngày 14 tháng 4, đại diện Cục Hàng không cho biết nội dung của dự thảo quy hoạch sân bay toàn quốc giai đoạn tới không đề cập hướng xây dựng sân bay Chu Lai Quảng Nam thay thế sân bay Đà Nẵng. Dù vậy, trong dự thảo quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang lấy ý kiến địa phương này lại đưa ra định hướng quy hoạch sân bay Chu Lai để thay thế sân bay Đà Nẵng trong tương lai. Xây sân bay tràn lan một dạng tham nhũng chính sách hiện nay ở Việt Nam. Đây là vấn đề mà báo chí đã nêu lên, vậy ai là chủ trương cho ý đồ này? Đấy là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra. Được biết, sân bay là địa điểm tiếp nhận hành khách trong nước và quốc tế. Thành phố muốn phát triển thì sân bay cũng phải lớn tương xứng. Muốn sân bay Chu Lai chiếm vai trò của sân bay Đà Nẵng là muốn Đà Nẵng trở nên yếu thế hơn, quả là một tham vọng rất lớn. Vấn đề phát triển sân bay vô tội vạ hiện nay đang là vấn nạn. Có những sân bay cách nhau chưa tới 100 km, như sân bay Biên Hòa chuyển sang sân bay Lưỡng Dụng, cách sân bay Long Thành rất gần. Xây như vậy là lãng phí nguồn lực xã hội một cách khủng khiếp, và ngân sách nhà nước đổ ra cũng vào đây rất nhiều. Đó là tiền thuế của người dân đóng góp. Nói đến quy hoạch sân bay tràn lan thì hiện nay, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang đi đầu trong vấn đề này. Khi còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã ưu tiên cho Sun Group phát triển sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đó là sân bay Vân Đồn. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại sân bay Biên Hòa. Vào tháng 6 năm 2021, ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa, yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng. Ngay buổi chiều, Bộ Quốc phòng có văn bản phản đối, tiếp theo là sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ông Chính đã ép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó là Nguyễn Văn Thể phải giao sân bay này cho Sun Group, đồng thời hạn chế chuyến bay thương mại tới sân bay quốc tế Đà Nẵng và chuyển vào sân bay Chu Lai nhằm phục vụ cho Sun Group kinh doanh. Sau khi giao sân bay Vân Đồn và cho Sun Group thì Sun Group tiếp tục với tới sân bay Sapa. Đi công tác các tỉnh, mục tiêu của ông Chính dường như là lấy đất, lấy dự án cho hai đại gia Sun Group vậy. Bộ ba Nguyễn Văn Thể, Lê Viết Lam và Phạm Minh Chính muốn quy hoạch thêm nhiều sân bay hơn nữa. Hồi giữa năm ngoái, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay cơ quan này đã hoàn thành và trình chính phủ dự thảo quy hoạch cảng hàng không quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 28 sân bay trong quy hoạch, trong đó có 14 cảng quốc tế bao gồm Nội Bài, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai, Cần Thơ, Phú Quốc và Liên Khương. 14 sân bay nội địa bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Na Sản, Quảng Trị, Pleiku, Phủ Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Đồng Hới, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, khảo sát và báo cáo Thủ tướng quyết định việc bổ sung quy hoạch sân bay tại các đảo Lý Sơn và Phú Quý. Thay vì nói lỗi của ông Phạm Minh Chính thì báo chí của nhà nước Việt Nam lại đổ lỗi cho Quảng Nam xé rào. Đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất bổ sung sân bay Cao Bằng phục vụ quốc nội, nâng tổng số nội địa là 15, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiền Lãng nhằm dự bị cho sân bay Nội Bài và Cát Bi. Trong bộ ba kể trên, nay ông Nguyễn Văn Thể đã không còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong chính sách xây dựng sân bay tràn lan, dường như có dấu hiệu của hiện tượng tham nhũng chính sách. Việc báo chí nhắc lại sân bay Chu Lai không phải là vô tình. Dự án nào được nhắc tên, đặc biệt là những dự án có dính tới lợi ích nhóm ở Trung ương Đảng, thì báo chí cần phải cẩn thận hơn mới được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin khêu tử huyệt của Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de